đây là chùa Quan Âm ở Bới Bình Đông quận 8, và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 8, mùng 9 gì đó. Ngàn khói ngàn ngút luôn, vẫn có người viếng, mặc dù là bây giờ hết Tết rồi. Không, có cây mai nè. Cái tượng quan tham ở phía đằng kia đó, cái khu bên đây là cái khu giữ xe. Ở bên đây người ta thắp hương, cũng có cái hồ ở đây nữa nè. Chỗ này là chỗ để xe 2024, có cái hồ ở trong đây nè. Nhiều người họ thắp đèn cầy á, lên trên mấy cái chén mũi rồi họ thả. Để vòng vào bên kia ra thử coi, sau đó thì sẽ đi lên trên thánh điện. Từ quen thấy ông Bồ Tát mấy hôm dài ở trời nắng gắt gắt cực luôn. Cái dưới này là cái gì đó, chỉ là để mấy cái gạo người ta cúng dường á, sẽ để dưới. Thiền Hải Môn chúng Thang Quan Tịnh Hòa là cái gì ta, không biết ở dưới này là cái gì. Chỗ này là chỗ đây rác thôi. Lên trên thật ổ. Ở dưới đó giống như là nhà bếp hoặc là nhà vệ sinh gì á. Leo lên trên chánh điện thử xem. Đây là trên chính điện mà rất là mát nè. Tôi phải đi lại. Yeah.
rất là nhiều người đang lại cúng sao cầu an giải hạn cái kiểu à, ở phía mình này có bức tượng Phật đẹp cực kỳ luôn, tượng Phật màu xanh nè, Phật Thái nè. Đẹp không? Tượng Phật màu xanh rất là đẹp. Phật này là Phật Thái Lan á. Đẹp ghê. Là bằng đá màu xanh luôn, đẹp tuyệt vời. Không thắp nhang đèn nơi đây tổ sư Bồ Tát. Phía chánh điện xong rồi, cuối cùng đã tham quan được chùa Quan Âm xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống. Vậy là hết Tết rồi đó. Hôm bữa Tết đó, người ta đi chùa rất là đông. Ngày mùng 1, mùng 2 Tết đông cực kỳ luôn. Có cái hồ ở đây nè. Xong rồi hết chùa Quan Âm rồi. Đi về thôi.